Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì hôm nay shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn sẽ giới thiệu đến anh em cái hai cái mẫu áo lụp để anh em có một cái sự lựa chọn. Thì đối với tôi chọn cùng lúc hai mẫu áo này. Đó. Cái này là áo lụp loại bình thường thì không nói rồi đúng không anh em? Áo này là mẫu bình thường, giải thun màu rằn ri, có dây đeo gọi là áo lụp ba lô, có dây kéo. Ở trên thì có dây thun rút và nút rút, ở dưới này thì nó cũng có dây thun rút và nút rút. Đó. Thì mẫu này là mẫu bình thường chúng tôi hay bán bằng giấy thun rất là đẹp. Đó. Mẫu này thì mình sử dụng vào những ngày bình thường và ban ngày. Còn đối với cái mẫu áo lụp này á, chúng ta sử dụng như một chiếc áo ấm, áo mưa. Đó. Cái sản phẩm này thì nó rất chi là tiện dụng. Đó, anh em sẽ thấy nè. Đối với cái loại vải này là loại vải không thấm nước. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Loại vải không thấm nước. Màu rằn ri lá cây. Đó, như thế này. Thì cái này nó cũng có áo thun này nó cũng có dây kéo. Đó, nút gài ở bên dưới. Đối với cái mẫu này á thì chúng ta sử dụng vào thời điểm trời mưa. Thí dụ như chúng ta đi bẫy mà gặp trời mưa thì chúng ta mặc cái áo này vào. Đó, mặc cái áo này vào giống như người ta mình mặc áo mưa là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vào cái thời điểm mà đêm tối chúng ta đi bẫy đi xa thì chúng ta mặc cái áo này trùm ở ngoài. Đó, nó có tác dụng là giữ nhiệt cho chim mồi, giảm lạnh. Giảm lạnh cũng như giảm nước mưa. Cái này là nhiều anh em rất là thích. Đó, đặt hàng nên chúng tôi là thi công riêng cái mẫu này. Đó, cái mẫu này nó là vải, là vải dù. Vải dù, vải này không thấm nước mà cũng không lòn gió cho nên là mặc vào rất là mát. Mặc vào rất là ấm nha, mặc vào buổi tối mặc vào rất là ấm. Đó. Đó. Thì giới thiệu đến anh em. Đó, vào cái mùa mưa này thì rất chi là tiện dụng. Anh em có thể thấy nè. À, chúng ta có nước tạt vào thì nó đều tuột đi hết. Đó. Chim mồi mình nó không có bị mắc nước. Đó. Áo này thì nó đủ rộng để trùm cho cả lòng đa đa luôn nha anh em. Thiết kế cái lòng này đủ rộng để trùm cho lòng đa đa luôn. Cho nên là anh em nào chơi đa đa mồi á mà muốn cái áo trùm này thì cũng sử dụng được luôn. Bởi vì nhiều anh em trùm lòng đa đa cái áo này cũng rất là thích. Bởi vì đa đa mà đi mà gặp trời mưa nó ướt á, ướt lòng á, ướt thì nó về nó ướt cát, nó ướt lông. Đó. Còn nếu mà thời tiết nắng khô ráo bình thường đó thì chúng ta sử dụng cái áo lồng màu này nha. Áo lồng dễ thun này. Ở ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp thêm là những cái áo như là áo lồng tròn như thế này. Đó. Áo lồng tròn như thế này. Size 30, size 36 nha anh em. Đó, ngoài ra thì còn rất chi là nhiều phụ kiện về cô gái, giống như giò cô gái, lo điều khiển từ xa, rồi là khoáng, mằng ri, cỏ thái, ngũ cốc, liều ngụy trang. Nói chung tất cả các phụ kiện chơi cô gái các anh em đều có thể tìm đến ở shop phụ kiện đi rừng Thanh Tấn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video clip kế tiếp nha.